Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây muốn bày bán các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc tại thị trường Việt Nam, thì các thương nhân, các đơn vị phân phối sẽ cần phải trực tiếp sang Trung Quốc để lấy hàng hoặc là thông qua các thương lái. Nhưng ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, các sàn thương mại điện tử đã trở thành một kênh kết nối để giúp cho các thương nhân, các đơn vị phân phối có thể ngồi một chỗ tìm kiếm và có được nguồn hàng mà mình mong muốn với một chi phí rất nhỏ và không cần biết tiếng Trung. Đó chính là mục tiêu của khóa học kinh doanh hàng Trung do chuyên gia huấn luyện viên Phạm Hà Minh đào tạo. Chuyên gia huấn luyện viên Phạm Hà Minh là giám đốc công ty A2Z Express, chuyên về lĩnh vực order và vận chuyển hàng hóa Trung Việt. Được biết, anh đã có 15 năm sống, học tập và làm việc kinh doanh với người Trung Quốc. Bằng vốn ngôn ngữ tiếng Trung thông thạo, hiểu biết rõ tư duy và văn hóa kinh doanh của người nước bạn, Phạm Hà Minh đã đào tạo hơn 30 khóa học offline và 12 khóa học online trong vòng hơn 2 năm qua. Thì đến thời điểm hiện tại, khi mà thương mại điện tử là một kênh kết nối giao thương trực tiếp, nó đã được phát triển, nó trở thành xu thế, phát triển rất là mạnh ở Trung Quốc. Và cái thời điểm phát triển mạnh nhất thì tôi cũng có cái cơ hội may mắn là học đại học ở bên Trung Quốc và trải nghiệm cái giai đoạn đó. Sự tiện lợi cũng như là tính ưu thế của cái công cụ kết nối này thì tôi rất là muốn chia sẻ, giúp cho các bạn kinh doanh hoặc là những cái công ty muốn kết nối đến nguồn hàng Trung Quốc một cái cách thức trực tiếp nhất và tối ưu được nhiều chi phí nhất. Đúng như tên gọi của khóa học và định hướng của chuyên gia Phạm Hà Minh, khóa học kinh doanh hàng Trung 4.0 đào tạo các học viên nhập hàng Trung Quốc từ A đến Z. Nội dung khóa học không chỉ gói gọn trong việc hướng dẫn học viên tìm nguồn hàng chất lượng, mua hàng, nhập hàng tận gốc, mà đặc biệt còn chia sẻ bí quyết đàm phán giá nhằm giảm ít nhất 10-30% giá niêm yết trên các website Trung Quốc. Trước khi mà đến với khóa học, hầu như em là một trang giấy trắng, chưa biết đến việc nhập hàng Trung Quốc như nào, chưa biết đàm phán với Trung Quốc như nào. Đó, và tham gia khóa học ấy, thì em đã có thể là tự mình tìm kiếm sản phẩm ở trên những cái trang web của Trung Quốc, cũng như mình có tìm kiếm những cái nhà sản xuất uy tín và mình tự đàm phán giá với họ. Và có thể là nhập hàng được từ bên Trung Quốc với cái mức giá nó rất ưu đãi. Sau 2 ngày học thì em cảm thấy là mình có thể tự tin order hàng Trung Quốc mà không cần biết tiếng Trung, mà cả thoải mái luôn. 2, 3